vô cùng lộng lẫy với những vị trí ngồi vô cùng ấm áp dành tặng cho tất cả quý vị anh chị và quả chúng ta, và đặc biệt hơn nữa cùng nhau hướng mắt lên sân khấu để thưởng thức với những giai điệu viết về tình yêu hạnh phúc, chúc phúc cho đôi lứa trong buổi trưa ngày hôm nay. Và đặc biệt hệ thống âm thanh loa máy ánh sáng của chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay sẽ làm việc hết công suất 100% sức lực của mình để dành tặng cho đoàn trẻ một khoảnh khắc thật đáng nhớ với giai điệu viết về tình yêu hạnh phúc có tên gọi Mãi Mãi Một Tình Yêu. Và ngay giờ phút này đây, xin mời quý vị chúng ta hãy vui lòng hướng mắt lên sân khấu để thưởng thức với những giai điệu viết về tình yêu hạnh phúc vô cùng sôi động với những bản remix và DJ mới mẻ 2016 mà một ca sĩ trở về đây từ trung tâm âm nhạc của chúng tôi gửi tặng tới ngày lễ của hai bạn. Vâng, trong buổi trưa ngày hôm nay đó là một niềm vinh rất là lớn cho đôi bạn trẻ Chu Dâu và cô rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Rất là sự hiện diện của tất cả quý vị hội trường chúng ta đã về đây chung vui ngày cưới. Thì hôm nay thì mình chúc cho hai bạn là trăm năm hạnh phúc, sống mãi bên nhau. Chúc cho toàn thể hội trường chúng ta luôn luôn mạnh khỏe và luôn luôn thành công và đại thành công trong công việc cũng như là trong mọi lĩnh vực của mình ạ. Xin cho một tràng vỗ tay thật lớn được không? Đó. Với một ca khúc, một quà đầu tiên là một nhạc phẩm mang âm hưởng dân ca, ca khúc là đề Vì Miền Quê Anh, cho Tuấn cũng như là cho đôi bạn trẻ này một tràng vỗ tay thật lớn, thật nồng nhiệt tất cả quý vị ơi. Quê anh có cái dỗ nào vẫn còn dạng vì vì sao nghe làm nổi tơ vương từ trong gió bể yêu thương tin về chàng tình câu vĩ hồn quê về đi em nhé, về quê anh nhé, mình về nhé. Làm ra miền quê anh làm tiếng câu hát.
trao nhau lần đầu, nụ cười em đã cắn sâu trái tim của anh. Phải làm sao cho quên đi bao nhớ thương về em? Phải làm sao cho phút giây đó đừng trôi mãi? Và một ngày tiếng yêu thương đó chẳng trở về. Cầm lại em lâu tay cũng mang bao thương nhớ. Cuộc đời này thì tình yêu anh đã thuộc về người. Tình yêu đó anh chỉ trao cho riêng người thôi. Dù đời thay đổi nhưng trái tim anh nguyện chung thế. Người có biết khi xa em trong lòng nhớ thương em tình em. Cầu mong sao cho chúng ta không gì xa nữa. Dù ngàn năm sau khi thay, thì lòng anh vẫn sẽ chẳng đổi thay yêu người muốn đơn. Mùa đông giá rét sẽ ấm lòng cô em kề bên. Tình anh và em sẽ không phải mơ qua ngàn sóng gió. Và một ngày tiếng yêu thương đó trở thương về. Gặp ba con lòng anh chứng mang bao nhiêu nhớ. Và tuần biết mãi mãi trong cuộc đời này thì tình yêu tuần đã dành cho khi rồi. Tình yêu đó anh chỉ trao cho riêng người thôi. Dù đời thay đổi nhưng trái tim anh nguyện chung thế. Người có biết khi xa em trong lòng yêu thương nên tình đêm. Cầu mong sao cho chúng ta không rời xa nữa. Dù ngàn năm sau khi trái đất kia có đổi thay, thì lòng anh vẫn sẽ chẳng đổi thay yêu người muốn đơn. Mùa đông giá rét sẽ ấm lòng cô em kề bên. Tình anh và em sẽ không phải mơ qua ngàn sóng gió. Tình yêu đó anh chỉ trao cho riêng người thôi. Dù đời thay đổi nhưng trái tim em nguyện chung tình. Người có biết khi xa anh trong lòng nhớ thương đêm từng đêm. Cầu mong sao cho chúng ta không rời xa nữa. Dù ngàn năm sau khi trái đất kia có đổi thay, thì lòng anh vẫn sẽ chẳng đổi thay yêu người muốn đơn. Mùa đông giá rét sẽ ấm lòng cô em kề bên. Tình anh và em sẽ không phải mơ qua ngàn sóng gió. Mùa đông giá rét sẽ ấm lòng cô em kề bên. Nguyện cho tình ta sẽ không phải mơ qua ngàn sóng gió. Vừa ca khúc rồi, vừa rồi có tên gọi Chỉ Yêu Mình Em. Sao? Vừa cứ cõi nào vừa nói với anh nghe cô Lê thì tém rồi. Vâng, có lẽ là chia tay được rồi nhỉ. Quý vị ơi, tất cả quý vị hồn trường chúng ta. Vâng, một lần xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị hồn trường chúng ta rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại ạ. Xin quý vị chúng ta hãy vui lòng dành tặng cho ca sĩ Châu Anh Tuấn một tràng pháo tay thật nồng nhiệt thay cho lời cảm ơn. Chúc anh sẽ luôn thành công hơn trên con đường sự nghiệp ca hát của mình. Kính thưa quý vị, anh chị và các bạn chúng ta thân mến, hôm nay đây lòng đầy phấn khởi, lễ thành hôn đổi mới tư duy, rộn ràng câu hát tiếng cười, vui lòng họ gái và đẹp lòng họ trai. Kính thưa quý vị, anh chị và các bạn chúng ta thân mến, với sự hiện diện rất đông đủ của quý vị, anh chị và các bạn chúng ta đã trở về đây trong ngày lễ hôm nay, cùng chung vui với những lời ca và tiếng hát, chúc phúc trăm năm cho hai bạn trong ngày lễ hôm nay thật tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Đúng như câu của người ta vẫn thường nói rằng, ai chấp cánh cho chim bay về tổ, ai mở đường cho tuổi trẻ gặp nhau. Tình yêu của đoàn trẻ Anh Tuấn và Thu Loan đẹp tựa câu ca rằng, muối ba năm muối đương còn mặn, gừng chín tháng cay hỡi còn cay. Đôi ta tình nặng nghĩa dày, dẫu có xa nhau đi chăng nữa thì ba vạn sáu ngàn ngày không nỡ xa nhau. Và hôm nay đây miếng trầu nên nghĩa phu thê,
cha mẹ đồng ý em về bên anh. Chính vì lời thề nguyện đó, đôi bạn trẻ đã chính thức nắm tay nhau bước lên ngôi vị hạnh phúc nhất của cuộc đời mình trong buổi trưa ngày hôm nay để ra mắt, cúi chào và cảm ơn tới toàn thể quý vị ở trường rồi. Và bây giờ sẽ đến với một thủ tục không thể thiếu được của tất cả các đôi uyên ương trong ngày lễ vu quy đăng quang. Và liên tục với chương trình, ban tổ chức chúng tôi trân trọng kính mời đôi bạn trẻ hãy từ từ vui lòng nắm tay nhau hiện diện trước đài hoa đi nào. Xin mời hai bạn tự nhiên hãy vui lòng đứng lên đi ạ. Và xin mời quý vị chúng ta hãy vui lòng ngừng mọi hoạt động, hướng mắt lên lâu đài tình ái để chứng kiến cặp vòng nhẫn cưới mà đôi bạn trẻ chính thức dành tặng cho nhau. Ngay giờ phút này đây, đôi bạn trẻ sẽ là của nhau. Và một tràng pháo tay thật nồng nhiệt và nồng nhiệt để chúc phúc cho đôi bạn trẻ được trăm năm hạnh phúc trọn đời bên nhau. Em đến trọn cuộc đời, cuộc tình đầu tiên anh dành cho em. Từ lúc đôi ta đi trang vở học trò, kỷ niệm con đó tên em. Em nhớ không em lần em hôn. Thưa anh chị và các bạn chúng ta thân mến, chúng ta đang đi vào những phần đầu của phần lễ. Vừa rồi quý vị anh chị và các bạn chúng ta được chứng kiến cặp vòng nhẫn cưới mà đôi trẻ đã chính thức dành tặng cho nhau. Đó cũng chính là một kỷ vật để nó minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu và trường tồn của hai bạn. Và đặc biệt ban tổ chức tôi cũng chắc hẳn rằng trong số quý vị anh chị và các bạn chúng ta đây vẫn chưa ai có thể được chứng kiến một nụ hôn vụng trộm của cô dâu và chú rể. Và đặc biệt với nụ cười rất là tươi của hai bạn trong ngày lễ hôm nay, nó đã minh chứng cho tình yêu đó. Vậy quý vị chúng ta có muốn được đón xem một hình ảnh đẹp hơn, mới mẻ hơn nữa không ạ? Có không ạ? Các bạn trẻ đâu rồi ạ? Các bạn chúng ta có muốn chứng kiến nụ hôn đầu tiên của hai bạn không ạ? Đây là nụ hôn đầu tiên trước sự chứng kiến của tất cả quý vị anh chị và các bạn chúng ta. Nếu quý vị và các bạn chúng ta đồng ý với MC, hãy dành cho hai bạn 100 tràng pháo tay thật lớn, thật rộn rã đấy nào. Và bây giờ ban tổ chức tôi xin mời hai bạn tự nhiên ạ. Vâng, hơi ngượng ngùng, hơi bối rối, nhưng cần lắm một sự chân thành, cần lắm một cái ôm thật chặt. Và đặc biệt hai bạn đã truyền tải cho nhau một thông điệp tình yêu vĩnh cửu của hai bạn. Và chúc cho hai bạn sẽ bên nhau, nắm tay nhau đi hết chặng đường còn lại trong cuộc đời. Trân trọng cảm ơn tình cảm của hai bạn đã dám thể hiện và khẳng định tới quan viên hai họ sự hiện diện có mặt của tất cả quý vị chúng ta để tin tưởng rằng tình yêu này sẽ mãi mãi đi cùng năm tháng và một gia đình mới này sẽ mãi mãi cùng đồng hành với quan viên hai họ của chúng ta. Kính thưa quý vị anh chị và các bạn chúng ta thân mến, người ta thường nói rằng họ trai họ gái thì vốn ở hai nơi, mà bây giờ người lại thì chắc chắn sẽ có nhiều lời để dạy con. Chim có tổ người có tông, con gái đi lấy chồng gia tộc sẽ có lời trao. Trong buổi lễ đăng quang mừng hạnh phúc của hai con, không thể thiếu đi những lời phát biểu cảm ơn chân tình đến từ chính quyền địa phương hai gia đình. Và ban tổ chức tôi trân trọng kính mời một vị đại diện của gia đình họ nhà gái, cô dâu Thu Loan sẽ bước lên sân khấu để có đôi lời phát biểu sao dâu đón rể. Trân trọng kính mời vị đại diện. Một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Kính thưa quý ông quý bà, kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa hai họ, kính thưa các bạn nam nữ thanh niên yêu quý, hôm nay được sự đồng ý của hai gia đình và nhất trí của hai chính quyền hai địa phương cho phép tổ chức lễ thành hôn cho các cháu. Tôi thay mặt bên hầu ngoại xin bày tỏ lòng biết ơn và chân thành cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của bên họ nhà trai. Một lần nữa xin chúc quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc. Chân trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý vị anh chị và các bạn, chúng ta đã được đến với những lời phát biểu cảm ơn chân tình đến từ những vị đại diện của gia đình họ nhà gái với những lời phát biểu sao dâu đón rể thật ngắn gọn, đầy đủ và xúc tích. Vâng, ước gì ta chung một nhà, chung cha chung mẹ, chung bà và chung ông. Ước gì em vợ anh chồng bảo anh đi lấy gan rồng anh cũng đi. Và đặc biệt trong buổi trưa ngày hôm nay, với sự hiện diện của một vị đại diện gia đình họ nhà gái đã có đôi lời phát biểu tâm tư, ban tổ chức tôi trân trọng kính mời một vị đại diện của gia đình họ nhà trai chúng ta tiếp tục trở về với sân khấu tình yêu này để phát biểu lên những lời cảm nghĩ của mình trong buổi trưa hôm nay. Cảm ơn tới sự hiện diện có mặt của chính quyền địa phương đôi bên, sự hiện diện của tất cả các ông các bà, cô dì chú bác cậu mợ, bạn bè nam nữ thanh niên gần xa. Trân trọng kính mời vị đại diện. Kính thưa các bậc cao niên, kính thưa tân lễ hôn trường, thưa các bạn nam nữ thanh niên,
được sự đồng ý của chính quyền địa phương hai sở tại và gia đình nội ngoại đôi bên, hôm nay đã chọn ngày lành tháng tốt cho phép hôm nay hai cháu Anh Tuấn và Thu Loan được làm lễ thành hôn, thực sự đã trở thành vợ thành chồng. Đó là một ngày đẹp nhất. Tôi xin phép thay mặt cho nội tộc anh em, trước hết xin chân thành cảm ơn sự quý vị của các đại biểu đã bớt chút thời gian vàng ngọc vì thời tiết điều kiện mưa gió đã có mặt đến hôm nay. Trước hết xin chân thành cảm ơn, ta xin chúc cho các cháu trăm năm hạnh phúc, chúc cho thông gia mãi mãi bền lâu, chúc cho hôn trường hôm nay vui chén rượu hồng thật ngon miệng. Cuối lời xin chân thành cảm ơn. Vâng, thật đúng là vui sao đón nhận dâu hiền, mừng sao bày tỏ nỗi niềm của thông gia. Và lời phát biểu nôm na, trước thì cảm tạ, sau thì cảm ơn, trân trọng cảm ơn một vị đại diện của đất gia đình họ nhà trai đã có những lời phát biểu cảm ơn chân tình trước sự chứng kiến của tất cả quý vị, anh chị và các bạn chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị, thưa toàn thể hôn trường, có thể nói được rằng chú rể anh Tuấn của chúng ta thì đi khắp dặm trường mà hôm nay về tổ chức tiệc cưới ở tiền phương quê nhà. Thật đúng là trăm năm duyên thắm mặn mà, chúc cho hai bạn thật là đẹp đôi. Và cũng như người ta từng nói rằng kỳ lễ thành hôn đã tới rồi, chén nước cao trầu vẫn chưa vơi. Vừa dùng vừa chuyện vừa ca hát khóc phần vui vẻ cùng lứa đôi. Liên tục với chương trình, xin mời quý vị chúng ta hãy vui lòng hướng mắt lên sân khấu để đón nhận một tình cảm hết sức chân thành, yêu mến đến từ một người bạn rất thân của chú rể qua giọng ca của bạn trai Thái Sơn sẽ là người liên tục với chương trình trong buổi trưa hôm nay. Một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón giọng ca của Thái Sơn. Trong chiêm bao anh thấy nụ cười người anh yêu giờ phương trời nào, có biết không anh nhớ em nhiều. Khi xưa ta hẹn thề bên nhau, nguyện bên nhau đi suốt cuộc đời, mà tại sao em cất bước đi rồi để lại cho anh lệ giọt quê mình. Ai có biết giờ này anh đang nhớ em, dù năm tháng bồn bề tình anh không với mây. Ôi ơi, anh mau nhớ em. Ở nơi đó giờ này em có nhớ anh không? Những ký ức ngày nào ta đã trao để chung tay rót ly rượu hồng, quàng tay nhau uống thề nguyện che tơ kết tóc tròn đời bên nhau. Xin mời hai bạn tự nhiên. Ra dòng suy nghĩ, nụ cười duyên dáng, ánh mắt hiền hòa, cứ mỗi khi cười là anh như chết lặng. Người ở một nơi, anh ở một trời, tình yêu anh. Chẳng sợ gì đâu vì anh to bằng cả thế giới này, nơi đó chỉ dành riêng cho em. Hết sức tuyệt vời phải không quý vị anh chị và các bạn, chúng ta được chứng kiến hai bạn tay trong tay đong đầy những ly rượu hồng này. Nó tượng trưng cho chín bậc tình yêu với những rung động, những cảm xúc, những cung bậc cảm xúc. Dẫu biết em chưa bao giờ để ý, chưa bao giờ để ý ta, cứ loay hoay theo từng cảm xúc mãi xoay vòng, chẳng thể nào hóa tan ra dòng suy nghĩ. Nụ cười duyên dáng, đôi mắt hiền hòa, cứ mỗi khi cười là anh như trách là anh đã ở một trời.
Và đến ngày hôm nay đây, tình yêu ấy chính thức đơm hoa kết trái. Hai dòng máu nóng đã chung một dòng chảy và hai con tim cũng đã chính thức chung một nhịp đập. Và bây giờ sẽ là phần việc cuối cùng của hai bạn. Xin mời chú rể hãy nâng một ly rượu hồng cho người vợ thương yêu hai bạn chúng ta vui lòng cầm về phía bên tay phải của mình, chính thức ra môi ly rượu hồng này. Trước sự chứng kiến hiện diện có mặt của tất cả quý vị anh chị và các bạn ta đã gần xa trở về đây trong ngày lễ hôm nay, cùng chung vui chứng kiến với những giây phút khoảnh khắc thiêng liêng của hai bạn. Xin mời hai bạn tự nhiên. Quý vị chúng ta đang vui quanh bên những ly trà đậm đà tình quê, không quên hướng ánh mắt của mình trở về với lâu đài tình ái, chính thức dành tặng cho đoàn trẻ một trăm tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúc mừng. Để cho anh được yêu em bằng tất cả những gì anh đang có và sắp có và sẽ có. Thưa quý anh chị và các bạn chúng ta thân mến, món quà tuy nhỏ mà sang trao cho đoàn trẻ làm lộ phí hành trang để vào đời trong buổi lễ đăng quang mừng hạnh phúc của hai bạn. Bây giờ chúng tôi sẽ dành ra một thời lượng vô cùng thoải mái để quý vị anh chị và các bạn chúng ta được chứng kiến những tình cảm, những tấm chân tình, những món quà có giá trị về vật chất và tinh thần, những vật phẩm về phía gia đình nội ngoại sẽ đại diện bước lên để trao tặng cho hai bạn. Món quà đầu tiên về phía gia đình Hội Nhà Trai, tôi xin trân trọng kính mời và giới thiệu món quà đến từ người cha, người mẹ, người thân sinh ra chú rể anh Tuấn sẽ có món quà trao tặng cho hai con. Trân trọng kính mời bố mẹ. Em Nhan, Thương, Thông. Và ngay sau món quà đến từ những người anh chị em, những món quà và những vật phẩm chúng ta đã chuẩn bị từ trước, hãy vui lòng trở về để trao tặng cho hai bạn, đảm bảo thời lượng chương trình của chúng tôi trong buổi trưa nay. Dòng sữa thơm như ân từ trời ban giúp cho loài người, cha mẹ thương mến dắt con đi vào chúng tôi cũng đề nghị cô dâu em ơi, hay, mẹ chú rể ơi, mẹ ơi nán lại một tí đi mẹ. Mẹ xuống rồi, nhanh quá. Vẫn liên tục với món quà ngay sau đến từ người cha người mẹ. Tôi xin trân trọng kính mời món quà đến từ ba người em. Đó là món quà đến từ em Nhan, em Thương và em Thông. Xin trân trọng kính mời tất cả món quà của các em trai chúng ta vui lòng bước lên để trao tặng cho hai bạn. Hạnh phúc nó thương, chỉ mong thế thôi. Đến tận cuối cùng, từng giây phút trôi, ánh mắt dạng ngời, cầm tay bước đi, tiếng yêu cất lời. Và anh cảm ơn cuộc đời này đã mang em về bên mình để rồi buổi sáng mai khi thức dậy, anh nói rằng hãy yêu anh và bên anh người nhé. Thưa quý anh chị và các bạn chúng ta thân mến, với những tình cảm ruột thịt, với những tình cảm không thể đong không đếm, và đặc biệt hơn nữa với những món quà mà các em của chú rể đã dành tặng chất chiêu để chúc phúc cho anh chị trong buổi trưa ngày nay. Ban tổ chức tôi rất mong muốn hai bạn chúng ta sẽ biết sử dụng đúng mục đích, mua những viên gạch hồng xây dựng nền móng vững chắc cho tương lai. Về phía đại diện gia đình Hội Nhà Trai, còn món quà đến từ người gì em của mẹ chú rể nữa không ạ? Phải không ạ? Tôi xin trân trọng kính mời món quà đến từ người dì, em mẹ của chú rể đã đăng ký ở...